Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Tôi là Ngọc Anh, rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung trưởng nhóm mắt ngọc. Tôi cảm thấy có lỗi với chồng con vì bỏ bê, nhưng tôi cảm thấy có lỗi với chồng con vì hơi bỏ bê, ngày nào cũng đi từ sáng đến tối, đi xuyên đêm, ngoài ra còn áp lực về sức khỏe nữa, Thanh Ngọc chia sẻ. Mới đây tại chương trình Người kể chuyện đời, ca sĩ Thanh Ngọc, cựu trưởng nhóm mắt ngọc đã tâm sự về những khó khăn của cô khi tham gia show Chị đẹp đạp gió dậy sóng năm ngoái. Cô nói, tôi phải cố gắng nhiều vì có những cái chỉ vừa mới chạm tay tới, ví dụ như chơi nhạc cụ, những thứ này khiến tôi rất hứng thú, hào hức để chinh phục, tất nhiên chỉ một phần nào đó thôi, vì muốn chơi một nhạc cụ, người ta phải bỏ cả đời ra để luyện tập từ lúc nhỏ, chứ không phải đụng vào là chơi được, còn có những màn trình diễn phức tạp, khó hơn thông thường, nên tôi cũng thấy thích thú. Xả thân hoàn toàn để tập luyện, nó chiếm nhiều thời gian của tôi vì tôi là người đã có gia đình. Đến thời điểm đó, tôi mới biết mình cần dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Nhưng tôi cảm thấy có lỗi với chồng con vì hơi bỏ bê, ngày nào cũng đi từ sáng đến tối, đi xuyên đêm. Ngoài ra còn áp lực về sức khỏe nữa. Trong thời gian tôi đi qua như vậy, chồng tôi phải nhà chăm con, phải nhờ gia đình hai bên qua phụ giúp. Tiếp đó, Thanh Ngọc chia sẻ về sự khác nhau giữa lúc còn trong nhóm mắt ngọc với việc tham gia nhóm tại Chị đẹp đạp gió. Mọi thứ hoàn toàn khác, không có gì dùng hết. Hồi xưa trong nhóm mắt ngọc, tôi biết được đây là các thành viên trong nhóm của mình, cùng là tình yêu thương của bạn bè với nhau, cùng là sở thích của tuổi mới lớn. Bước ra với nhau từ nhà văn hóa thiếu nhi nên tâm thế khác. Ở show Chị đẹp là các chị đã có thành công trong sự nghiệp solo. Show này giống như ngôi nhà chung, hội họp các chị em phụ nữ để chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, có những kỷ niệm quý giá bên nhau thông qua nghệ thuật. Chứ nếu đặt vào một nhóm nhạc cũng đâu hoạt động được, mọi người đều có sự nghiệp riêng, không ai lại hoạt động nhóm nhạc vào lúc này. Thanh Ngọc tâm sự với chuyện đời, tôi phải cảm ơn cuộc đời vì đến thời điểm này tôi thấy mình khá may mắn, không phải gặp được quá nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tất nhiên sẽ có những cái đắng, nhưng chỉ là đắng nhẹ chứ không phải đắng chát, cay đắng quá với cuộc đời. Tôi là người rất nóng tính nên khoảng thời gian xảy ra câu chuyện không như ý, trong người tôi bốc hỏa lên. Nhưng một thời gian sau tôi lại quên hết và hỏi lại thì không nhớ gì. Ca sĩ Thanh Ngọc không thể bán nhà, bán xe để tham gia cuộc chơi âm nhạc. Ca sĩ Thanh Ngọc chia sẻ, cô biết có nhiều người chịu chơi, bán nhà, bán xe để làm một dự án âm nhạc hoành tráng, nhưng cô không thể làm được như vậy. Ca sĩ Thanh Ngọc phải tạm ngưng ca hát gần 5 năm từ khi sinh con và sau đó là vướng dịch Covid-19. Thời điểm trở lại với âm nhạc, cô được chú ý nhất khi nhận lời tham gia show Chị đẹp đạp gió dậy sóng 2023 cùng với 29 chị đẹp khác, được khán giả yêu thích bởi vẻ ngoài xinh đẹp và giọng hát ngọt ngào. Nhưng Thanh Ngọc cũng vướng không ít tranh cãi khi tham gia chương trình. Trẻ lòng cùng với VTC News sau chương trình, Thanh Ngọc bày tỏ những điều đã từng khiến khán giả không hài lòng về mình. Cô cũng không ngại thừa nhận những hạn chế của bản thân so với các nghệ sĩ trẻ đương thời. Xin chào ca sĩ Thanh Ngọc. Đến hiện tại, chương trình Chị đẹp đạp gió dậy sóng đã kết thúc nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi. Cảm xúc của chị như thế nào khi lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình thực tế? Lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình thực tế nên tôi không có kinh nghiệm trong việc kiểm soát cảm xúc bản thân. Ban đầu khi tiếp xúc với người chưa quen biết, tôi sẽ hơi e dè và khó gần. Nhưng sau khi quen biết rồi, nói chuyện cảm thấy hợp gu, tôi lại giỡn nhây. Đôi khi còn bộc lộ cảm xúc đời thường. Ai đã quen tôi thì sẽ cảm thấy rất bình thường. Tuy nhiên, nhiều khán giả đã quen mặc định về hình tượng nghệ sĩ phải lộng lẫy trên sân khấu, chuẩn mực trong cuộc sống, sẽ cảm thấy cách cư xử của tôi không phù hợp. Điều này khiến khán giả không vui và sẽ có những phản ứng không hay. Khi khán giả phản ứng tiêu cực về mình, chị chọn cách đối diện ra sao? Tôi cảm thấy hơi buồn và tổn thương chỉ vì có một khoảng khắc nhỏ xuất hiện nhưng mọi người đã có những bình luận khá gay gắt, cho nên tôi lựa chọn cách không xem thêm những bình luận. Tôi cứ để mọi việc cứ diễn ra tự nhiên, không giải thích gì thêm, ai hiểu tôi thì hiểu, còn ai cố tình không hiểu thì cho dù tôi có giải thích cách mấy nữa thì cũng không thay đổi được gì. Với những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!